Ok hai các bạn, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stormy nha. Và hôm nay thì mình sẽ mod người nhện. Và mình sẽ giết Siren Head các bạn. Thì trong những cái tập của mình á, thì chưa có tập nào mình giết được Siren Head hết ha. Tại vì cái con quái vật này nó quá là bá đạo đi. Nhưng mà hôm nay đối với lại Spider-Man thì nó lại khác nữa các bạn. Spider-Man đã có cách giết được cái con quái vật Siren Head này rồi. Và giết con Siren Head này bằng cách nào thì mời các bạn hãy cùng xem tiếp video này nha. Tại vì bây giờ mình chưa có bật mí cho các bạn biết đâu. Tại vì nếu mà bật mí cho các bạn biết thì các bạn làm sao mà coi video của mình nữa, đúng không nào? Ok, và bây giờ thì Spider-Man đang ở ngoài thị trấn này. Mình sẽ cho nó đi vào trong cái thành phố các bạn ha. Đấy, bây giờ mình bay double là mình bay không được. Ta thử mình bay double nha. Đấy, mình chỉ bay đúng một lần thôi. Tại vì tên nhện này nó có hạn nha các bạn. Nó không có phải gọi là phi nhiều lắm. Rồi, nó rất có hạn. Các bạn chỉ được bắn một lần thôi. Sau khi đó, sau khi mà các bạn bắn một lần rồi á, các bạn phải đợi cho nó giống như là làm lại các bạn. Nó hồi lại thì các bạn có thể bắn được lần thứ hai đó. Đấy. Chứ các bạn không thể nào bắn hoài được. Bắn hoài thì nó rất là đuối ha. Nó rất là mệt. Ok, bây giờ mình đang đi ngang qua cái nhà tù ở ngoài thành phố San Rey nè các bạn. What the fuck, đá cái gì vậy? Ủa, nó đá con chim các bạn ơi. Ủa, bó tay người nhện luôn đấy. Mình tưởng nó đá gì vậy, dễ đá con chim. Đúng là hôm nay thứ bảy là máu chảy về chim luôn các bạn. Ok. Thì sau một khoảng thời gian 5.000m thì bây giờ mình chỉ còn đúng 3.000m thôi các bạn ha. Đây, ở đây mình có một con hươu nè. Ấy, mình có thể bắt con hươu rất là dễ dàng. Tại vì sao? Tại vì mình có tơ nhện mà. Rất là đơn giản, dễ hiểu thôi, không có gì khó hiểu nha các bạn. Ok. Đâu, hồi nãy 3.000m mà bây giờ chỉ còn khoảng 2.600m thôi. Với lại cái lực di chuyển của Spider-Man thì rất là lẹ. Đấy, các bạn thấy nó bắn không? Bắn rất là ghê, bắn liên tục, bắn rất là dài, xa luôn. Ok. Đây. Bắn lên cái cục đèn, trời nãy mình thấy mình lấy được cái mục tiêu của cục đèn mà. Đấy, mình lấy được target rồi đây. Đây. Và tới đây là cũng gần như là mình sắp được vô thành phố rồi các bạn ha. Đây là Vinewood, cũng giống như là Hollywood vậy các bạn. Đấy. Ở ngoài là Hollywood, còn ở đây là Woodywood. Mình không biết tại sao nó là Woodywood nữa. Ok. Đây, mình sắp vô thành phố rồi. Thì bây giờ cái con Siren Head này nó đang ở trong thành phố, đang rất là giống như là phá các bạn không? Đang rất là phá, đang rất là phá thành phố này, cho nên là hôm nay mình phải vô mình bắt nó phải chết các bạn. Tại sao cái con Siren Head này nó lại bất tử? Không, nó lại không bị miễn nhiễm với lại những lời sát thương mà những cái tập trước mình làm, phải không? Tại vì nó là Siren Head mà, đơn giản nó chỉ là Siren Head thôi. Nó chắc là nó sẽ có một cái loại sức mạnh hay là một cái khả năng đặc biệt nào đó thì mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà hôm nay đối với lại Spider-Man thì nó chỉ định phải chết. Ok. Đây, bây giờ mình đang ở trong thành phố, mình phải đi tìm nó các bạn ha. Mình phải đi tìm cái con Siren Head này. Và mình cần phải cực kỳ cẩn thận đối với nó. Nếu mà mình không cẩn thận thì coi như là mình đai rồi đó các bạn. Rồi, xém nữa mình té sắp mặt lờ rồi. Nhưng mà không sao, người nhện mà. Đây. Và bắt đầu là mình thấy là có người chạy, có người hoảng sợ. Thì chắc chắn là Siren Head nó phải ở gần đây rồi. Ơi, té. Để mình coi coi sao mình lại nghe tiếng súng nè. Và mình đang rất ở là trên cao các bạn. Đấy, đang rất ở trên cao. Và mình sẽ quan sát xem là con Siren Head này nó đang ở đâu các bạn ha. Ok, và bây giờ thì hình như là mình đã nghe tiếng được con Siren Head này rồi đó các bạn. Để mình quan sát xem là bây giờ nó đang ở đâu các bạn ha. Ok, hình như là mình thấy đâu bên kia thì phải.
thế các bạn nghe thấy tiếng của Siren Head không? Đây 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 đây. Đấy. Là chính là thằng Siren Head các bạn ha. Nó đang tàn phá thành phố rất là dữ dội luôn. Kìa trời, coi chạy kìa. Nhìn như mấy con mén vậy các bạn. Đây, đây. Phải cực kỳ cẩn thận. Nếu không thì mình sẽ trở thành con mồi ngon trên Siren Head. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây mình phải theo dấu chân đó các bạn. Mình phải đợi cho khi nào nó mệt, nó đuối rồi đó, thì khi đó mình mới có thể là chiến đấu với nó được. Nhưng mà nếu như các bạn mà chiến đấu với nó bằng một cách thông thường thì các bạn chắc chắn là sẽ không thắng được nó. Tại vì mình cũng đã có kinh nghiệm phiêu bạt giang hồ mười mấy năm rồi. Ở đây chạy đâu mình cũng không biết nữa. Nên mình sẽ theo chân nó. Đó là một cái loài rất là bí ẩn các bạn. Không thể dàng mà không dễ dàng các bạn có thể là đoán được trước hành động của nó. Thôi thôi, chuyện nó phát hiện ra mình rồi. Đây đây đây. Mình sẽ sử dụng những cái con nhện robot để theo dấu nó các bạn. Ê chết mẹ chết mẹ chết mẹ. Ơi bậy 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 bậy. Chết chết ba. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Đấy đấy. Nhờ những con nhện của mình mà mình có thể là theo dấu được cái con Siren Head này. Ê chết mẹ, sao tự nhiên nó theo mình luôn rồi. Bậy rồi nha. Không sao các bạn, mình chạy được rồi. Chết mẹ, như đứng ở dưới kìa. Ôi ôi, ghê quá vậy. Này nó quên mình rồi các bạn. Này nó vẫn còn đang tiếp tục giết người nè các bạn thấy không. Mình cũng rất là khó chịu khi mà nó giết những người xung quanh và nó phá những cái chiếc xe mà đang chạy trên đường như thế này. Nhưng mà mình bắt buộc phải chờ các bạn. Mình không còn cách nào khác. Đâu, đây nó đang đứng ở dưới nè các bạn. Đâu rồi, đâu rồi. Hình như nó mệt rồi sao các bạn. Đúng rồi, nó mệt rồi. Nó bị dính vô tòa nhà luôn rồi. Nó đang nghỉ ngơi nè. Kệ đây, thời điểm thích hợp mà để mình ra tay các bạn. Mình sẽ xuống mình bắt con Siren Head này ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ thả mấy con nhện ra trước. Đấy. Ok, mày đâu rồi Siren Head? Ôi ôi, nó quýnh mình kìa. Mẹ tên nhện này không có gọi là tác dụng với Siren Head rồi. Chạy các bạn. Đấy, không được là mình phải chạy liền. Đâu rồi? Bây giờ Bullet đang tới nè. Bullet tới quá trời luôn. Đấy, Bullet đang tới như là bắn cái con Siren Head đây nè. Trợ giúp mình một tay luôn. Ôi má ghê vậy. Má vừa bị đáp xuống nó hú quất cái bay chỉ cana luôn. Mày chết mẹ. Ghê quá. Ghê quá các bạn ơi. Trời ơi. Mình không có lợi thế khi mà mình chiến đấu với lại con Siren Head này rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây, đây, đây. Để mình sử dụng cái này đi. Đấy, cảnh sát nó quất cảnh sát luôn. Mình sẽ đứng ở trên cao để mình tấn công nó. Chết mẹ, nó dí tới rồi, nó dí tới rồi. Ok, ngon lành liền các bạn. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây, đây, nó bên đây. Đây. Thôi, mình biết ngay nó qua chỗ bên mình mà. Ok, bây giờ thì mình đã có cách giết nó rồi. Mình sẽ sử dụng một cái loại gọi là chất độc. Và cái chất độc này sẽ làm cho nó không có thể nào di chuyển được nữa. Và sau đó mình sẽ sử dụng tên nhện và mình sẽ bắt nó các bạn. Đâu rồi, đâu rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấy. Mình sẽ sử dụng chất độc này.
như nó đang bị mắc kẹt ở đâu thì phải. Đây, đây, đây. Đấy, mình sẽ sử dụng chất độc này. Đây. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng tên nhện để bắt nó. Đây, bây giờ nó đang bị dính chất độc của mình rồi. Nó không thể nào di chuyển được. Ok các bạn. Đây, mình sẽ chói nó lại các bạn ha. Đó, và bây giờ thì nó đã bị mình chói lại rồi các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Thấy mình thông minh chưa các bạn? Và nó đã bị chói lại rồi. Ok. Và sau khi bị chói thì bây giờ nó đang ở đâu các bạn? Thì bây giờ nó đang ở đây nè. Nó đang bị dính vào tên nhện của mình nè. Đó. Và làm sao để tiêu diệt được nó? Mình sẽ kéo nó xuống dưới địa ngục các bạn ha. Người ta còn gọi là Hellmoth á. Ok. Và từ cái vị trí này thì mình sẽ đi xuống dưới địa ngục luôn. Đó, đây là cách duy nhất có thể giết được Siren Head. Ok. Đây ha, mình sẽ lôi nó xuống dưới địa ngục luôn các bạn ha. Ok, và bây giờ thì mình đã đưa Siren Head xuống dưới tới địa ngục rồi các bạn ha. Thì ở dưới địa ngục với lại ở trên trần gian thì nó cũng giống y như nhau thôi, nó không khác gì hết. Chỉ khác có một cái là ở dưới đây có rất là nhiều những cái linh hồn đi lang thang vô định các bạn ha. Đấy, và không một bóng người, không một chiếc xe luôn. Chỉ là những linh hồn ma thôi. Đấy, các bạn hãy nhìn đường phố nè. Rất là ghê các bạn. Đấy, đây là địa ngục thứ hai, giống như là một thế giới thứ hai vậy các bạn. Đó. Và tại sao hôm nay mình lại xuống được tới dưới địa ngục này và mình đưa được cả Siren Head xuống tới dưới đây? Đó chính là nhờ một cái sự giúp đỡ của một người mà gọi là cai quản địa ngục. Đó chính là Chúa Tể địa ngục. Và bây giờ thì mình sẽ mời Chúa Tể địa ngục ra để xử lý con Siren Head này ha các bạn ha. Vâng thưa các bạn. Và đây chính là Chúa Tể địa ngục các bạn ha. Đấy, Chúa Tể địa ngục thì nó phải ngầu như thế này các bạn. Phải chất chơi người dơi hip hop never die nha các bạn. Đó. Giờ thở dưới địa ngục không có được ăn uống gì hết trơn, cho nên là hả, có bộ xương không à. Chỉ là mặc vô bộ đồ thì nhìn nó hơi ngầu thôi, chứ thật sự là một cái bộ xương không. Nhưng mà cũng chưa chắc là bộ xương không nha các bạn. Chỉ có cái đầu là đầu sọ thôi, còn tất cả những cái bộ phận bên dưới đều là không có. Đấy, hư không nha các bạn. Tại vì nó là Chúa Tể địa ngục mà nó muốn sao không được. Ok, và hôm nay thì tên Siren Head này là một cái tên mà được rất là nhiều người báo cáo, giết rất là nhiều người ở trên trần gian luôn. Có phải như vậy không hả Spider-Man? Vâng, đúng rồi đó, Chúa Tể địa ngục. Chính tên Siren Head này phải rất là vất vả thì tôi mới bắt được hắn xuống dưới đây để cho ngài trị tội nó. Và chỉ có ngài mới có thể giết được nó, tại vì đã xuống dưới tới địa ngục rồi thì ai có thể trở lên được dương thế chứ hả? Ngoài trừ sự cho phép của ngài, phải không Chúa Tể địa ngục? Đúng, đúng rồi đó Spider-Man. Và hôm nay cái tên Siren Head này phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm ở trên dương thế trần gian. Ok, và bây giờ thì mày hãy bắt đầu chịu chết đi. Mày phải chịu những đau thương mà mày đã gây ra cho tất cả những người mà mày đã giết. Này Siren Head, mày có thấy cái gì không? Đây là cọng dây xích tội lỗi mà tao dùng để trừng phạt những tên cứng đầu, những tên giết người vô giặc. Này Siren Head, mày có thấy trên tay tao là cái gì không? Đây chính là cọng dây xích tội lỗi mà tao dùng để trừng trị những cái tên giết người hàng loạt, những tên quái vật, và đặc biệt là những cái tên khó tiêu diệt như mày. Mày phải chết ngày hôm nay Siren Head. Ngọn lửa này sẽ đốt cháy mày vĩnh viễn, không được hồi sinh và trở lại dương thế. Siren Head sẽ mãi mãi biến mất dưới tay của Chúa Tể địa ngục ta. Nó sẽ giải thoát cho mày Siren Head à. Như vậy là đã xong. Tên Siren Head này ta đã tiêu diệt được rồi Spider-Man. Vâng, tôi xin cảm ơn ngài, Chúa Tể địa ngục. Thôi, bây giờ trách nhiệm của tôi đã hết. Chào ngài, tôi đi đây.
Được rồi, Spider-Man, mày cứ đi. Nếu như mà có tên nào khó tiêu diệt nữa, hãy báo cho ta. Ok, chào tạm biệt ngài chúa tể địa ngục. Tôi đi đây. Ok các bạn ha, và cái tên Sigurdhead đó đã bị chúa tể địa ngục tiêu diệt rồi. Đấy, đây là cách duy nhất mới có thể tiêu diệt được Sigurdhead, quái vật đầu lo này. Ok các bạn, và giao thông ở trên đường này và mọi người sẽ bắt đầu trở lại bình thường khi mà Sigurdhead đã bị tiêu diệt ha. Ok, và cái video của mình tới đây là kết thúc. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip này của mình. Và nếu như các bạn thích Spider-Man hay là các bạn thích Sigurdhead, thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe, như là để lại ý kiến cho mình biết phần suy nghĩ của các bạn nha. Ok, và mình là Stormy Gaming đây. Và hẹn gặp lại bạn ở những video sau trên channel của mình.